Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và hôm nay anh em mình đang đến với một cái nhân vật rất đặc biệt các bạn ơi. Thành viên này đó là Heroic mới nhất hiện nay nha mọi người. Bé này hiện tại sẽ có hai cái skin nha các bạn. Đây, skin này là Baby à, rất là tuyệt vời. Và đây là cái skin siêu to khổng lồ của bé này luôn, thuộc dòng Heroic và còn kèm theo là Titan nữa các bạn. À, Titan và theo Mark Rồng luôn. Đó, rất là đặc biệt. Bây giờ cái con này là mùa cuộc đua Heroic tiếp theo, anh em cố gắng gọi là bế thành viên này về nha mọi người. Đó, hàng này gọi là cực phẩm luôn á. Rồi anh em mình nãy giờ chém gió cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghía nhẹ qua 4 chiêu. Đây, 2 chiêu này thuộc hệ như là Mark Rồng á các bạn, cho nên là chúng ta sẽ không có được làm ăn gì với 2 chiêu này hết trơn á. Anh em mình chỉ được luyện là 2 chiêu dưới thôi. Đó, 2 cái chiêu dưới nè, anh em mình luyện cũng tăng lên được 138%. Đây, tăng lên 14. Đây là toàn những cái chiêu gọi là rất là thú vị ha. Đây các bạn nhìn hiệu ứng nè. Wow, nó có cái huy hiệu luôn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn luôn các bạn. Cái huy hiệu của cái chiêu nè. Đó, kết bé này rồi nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình nghĩ nhẹ cái nhiệm vụ. Đây, đó, đang có cái sự kiện run và sự kiện còn lại là sự kiện Giz Island hay là Maze ta. Đây, Maze các bạn ơi, Maze Island. Ở HNT có cập nhật những cái sự kiện này trên cái trang gọi là hntchannel.com hết rồi. Các bạn nhớ ghé vào cái trang của mình xem để ủng hộ nha. Cũng như là các bạn sẽ cập nhật những cái thông tin mới về tựa game Dragon City. Chỗ này thì mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là Arena. À, anh em mình sẽ đến với cái khu vực này và quậy nhẹ một xíu cho vui ha mọi người. Đầu tiên thì với cái bộ giáp siêu to khổng lồ của mình. Đó, ngon lành, ngon lành. Và đây là tuyệt chiêu hút máu nha các bạn. Mình mới vô mình test thử coi nó ra sao. Wow, cái chiêu này hình như là nó giật 2 lần thì phải. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì anh em mình đã hiểu thêm về cái thành viên này được một tí rồi ha. Đó, bây giờ thì anh em mình nghía nhẹ nè. Đây, ráng chịu trâu một tí coi. 50 mấy. Rồi, khả năng hút máu đâu rồi. Đây, sức hút máu vô cùng bá đạo. 120 mấy ngàn, nhưng mà anh em mình chỉ mang về được tầm khoảng 70 mấy ngàn. Vậy là nó tính ra phần trăm rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sử dụng cái chiêu đặc biệt coi. 131 ngàn các bạn. Wow, vậy là cái chiêu thứ hai này nó có vấn đề. Đây, mình sẽ vào mình xem lại cái chiêu thức là nó như thế nào. Đây, đây, đây các bạn ơi. À, đây, cái chiêu thứ hai với 2700 à, thì chúng ta sẽ có cái thiệt chiêu của cái con gọi là nữ hoàng Mark Rồng nè, thành viên Sinful à, và cái con gọi là cái tên này nó hơi khó đọc xíu ha. Rồi, tổng cộng là chúng ta sẽ có cái thiệt chiêu của 3 con này và nó random nha các bạn, nó sẽ chọn cho mình một trong 3 chiêu này đó. Rồi, còn chiêu trên là cái chiêu hút máu của Mark Rồng, nhưng mà ở đây á, là nó có Titan nữa cho nên cái khả năng hút máu của nó sẽ bị giảm xuống nha mọi người, chứ nó không hút 100% máu đâu. Rồi, bây giờ thì nên chúng ta sẽ trở lại nè. Let's go. Đây rồi, anh em mình sẽ gẹo nhẹ tem bạn với tuyệt chiêu đặc biệt đây. Wow, thêm một lượt đánh các bạn ơi. Trời ơi, chơi về ai chịu nổi chứ hả. Chỗ này thì mình sẽ mang cái bé trâu đi ha. Đó, một thành viên, con này level 70. What? Trời ơi, nó hút một cái một mình hết cây máu luôn cả nhà ơi. Quá ghê rồi. 168 ngàn. Nhân vật này của mình cũng level 70, không phải dạng vừa đâu ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với khả năng hút máu vô cùng bá đạo này. Lắm. 244k luôn. Rồi, tuyệt chiêu đặc biệt tiếp tục được thi triển đây. Thêm một lần đánh nữa. Wow. Mới 2 hiệp thôi là thấy gọi là tuyệt vời rồi đó nha. 70-70 vẫn là 70. Anh em mình đang gọi là review rồng VIP cho nên nó là mấy con này nhầm nhò gì. Đầu tiên thì sẽ xài tuyệt chiêu đặc biệt luôn. Đó, bởi vì cái con gọi là Mark Rồng lần này, con Heroic lần này các bạn chú ý nha mọi người. Không thể để cái con này nó chạy khỏi vòng tay được.
Pha này thì mình hút máu ha các bạn, để mình suy nghĩ tính toán đủ các kiểu coi. Nếu như mà mình hút máu mà cái lượng máu này nó thấp quá mà mình đâu có mất máu đâu mà hút, bởi vậy thôi xài chiêu này đi. Rồi sau khi mà xong rồi mình sẽ bật lại cái chiêu hút máu nè, bây giờ mới là mất máu nè. Wow, 129 được 97 cũng ngon, vậy cũng ổn á. Và đây là tuyệt chiêu đặc biệt 92.000. Wow, nên mình xài luôn cái chiêu khủng nha mọi người. Nếu như hên hên mình được thêm một lượt đánh nữa, còn nếu như không thì thôi. Wow, lượng đam giật lên tới 114 ha. Rồi, khả năng hút máu siêu bá đạo đây. Rồi, thêm một lần sát thương nhân 2 nữa thì bé tuổi gì với anh. Ngon lành liền. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HNT một subscribe nha các bạn. Đây, để mọi người sẽ theo dõi được những cái tập mới nhất của Dragon City. Gọi là những con rồng siêu VIP và thậm chí mới ra luôn, là HNT mới review cho các bạn xem liền. Và ở đây thì đây, bạn nào xem trên điện thoại các bạn kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu sẽ thấy cái khung này nha, cái nút subscribe hay là đăng ký sẽ nằm bên góc tay phải nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiến nhẹ tên bạn thành viên này thì level 70. Wow. Bây giờ là HNT đã phân tích được về cái nhân vật này rồi nha. Con này nó có những cái chiêu đặc biệt như thế nào thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Anh em mình sẽ sử dụng hàng khủng nè. Đây đây đây, lụm luôn. Wow. Rồi qua cửa nha. Ôi mạnh dữ, nhân vật này là Titan các bạn ơi. Lụm luôn các bạn ơi, tuyệt chiêu Sky. Và sau đây thì chúng ta sẽ con này máu nó nhiều quá, hút máu đi. Máu nó nhiều quá mà sao lại không chịu hút nhỉ. Wow, rồi chỗ này thì cho bé trâu nha. Đây, chỗ này thì anh em mình sẽ chiêu hút máu thì không ổn lắm. Nếu mà sai chiêu bình thường thì đây, đây, đây. Như là vậy là mình thấy ok hơn nè. Lắm. Victory nha mọi người, quá đỉnh rồi. Và chỗ này mình còn được 2 hiệp nữa luôn. Đây. Và mọi người thích HNT review về bé rồng nào, đừng ngại mà bình luận bên dưới video nha, để HNT sẽ review theo yêu cầu cho các bạn xem ha. Đó, còn bây giờ thì anh em mình sẽ gọi là thể hiện kỹ năng của nhân vật này. Nãy giờ quên slow motion cho anh em xem kỹ cái chiêu thức đâu. Đó. Lốc xoáy nha mọi người, dưới đất mọc lên hai cái giống như là xích sắt vậy ha. Đó, quất đối phương liền. Chỗ này thì mình sẽ bật cái chiêu hút máu đi xem coi nó có giống với cái chiêu ma cà rồng bình thường hay không. Wow, vẫn là hiệu ứng cướp máu đem về. Rồi, ổn luôn. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với một nhân vật level tầm khoảng 50. Runei 2 sao. Đây, ôi, what? 402.000 mọi người ơi. Ôi, mình không nghĩ cái con này sát thương kinh khủng đến vậy luôn. Wow. Ăn ké được cái tuyệt chiêu của nhân vật Hess thôi mà nó sát thương với nhân kinh khủng. Rồi, bây giờ đây này chúng ta sẽ khều nhẹ nha. Đây, 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 lụm nè. Cổ lên. Wow. Đây rồi, hút máu nhẹ cái. Lụm luôn.
Ôi thôi rồi, anh em mình chạy vô thôi các bạn ơi. Lần này mình sẽ pass xe nhẹ 118.000 ha. Wow. Rồi, vị trí này thì sao đây? Cố lên. Ôi, cần tất luôn các bạn ơi. Rõ ràng nhân vật này rất đình đám luôn ha. Up hand, xem thử coi nè. 8-6. Wow, ngon lành nha. Rồi, ở đây thì anh em mình có thể đi đây, mình sẽ Đâu rồi, mình sẽ nâng cấp mấy cái nhà này lên một tí nha các bạn. Ui, không đủ vàng. Mình đang cố gắng nâng level lên nhưng mà hiện tại là nay chúng ta không có đủ vàng á mọi người. Làm sao bây giờ 60 lượng. Cái bé này thì sao? Wow, tới 1.900 luôn. Bây giờ muốn lên level 100 mà không phải chuyện dễ dàng ha. Cố lên. Wow, đây rồi, một cái để nâng cấp rồi. Một cái. Còn cái này thì sao? 500, anh em mình được 300 rồi. Chỗ này có cho mình thu hoạch nữa không? Ôi, mình thu rồi luôn các bạn ơi. Rồi, để anh ta đi nghiên cứu ha. Tìm cách để nâng cấp nhà lên. Nâng cấp nhà là cách để anh em chúng ta lên level nhanh nhất ha. Và chỗ này thì anh em mình chơi sự kiện nha mọi người. Các bạn đã đạt được kỷ lục bao nhiêu rồi nè. Đừng quên comment chia sẻ với Hunter cho vui nha. Đây. Còn Hunter thì kỷ lục của mình là 28.160 điểm nha các bạn. Wow, cố lên. Ok, lụm nè. Đây rồi. 47. Đó, tốc độ đang bắt đầu tăng dần ha. Wow. Ôi. Lạng lách đủ các kiểu hết. Mấy cái ca khó quá thì tình là mình không dám vô lấy luôn đó các bạn. Rồi. Ui thôi ôi. Phải tốc độ rất nhanh mới dám thể hiện cái này. Rồi, mình đã đạt được một con số là 100, trên 100 rồi nha mọi người. Đó. Vẫn cố gắng lấy đều đặn luôn. Wow, không kịp. 108. Ôi, 112. Đây, con số sẽ tiếp tục tăng đây. Ok, nhanh quá. Ôi, thôi rồi. 2.900. Ôi, mình đã phá được kỷ lục rồi nè. 2.995 điểm các bạn ơi. Wow, tuyệt vời nha. Ôi anh em mình nhận được một cái bé rồng thuộc dòng R nè. Đó, hết sảy luôn. Rồi anh em mình còn một cái nữa là mình sẽ nhận được cái này ha. Trên đây là được 10 viên game. Đó. Wow. Rồi, có con mài sắt có ngày nên kim thôi. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập để ủng hộ HNT nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.